Vậy cho nên thành ra thầy khuyên mọi người nên phát bồ đề tâm, ăn chay trường, niệm Phật, phóng sanh, trì chú đại bi, niệm Quan Âm, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đây là những tiêu chuẩn để kéo dài thọ mạng, không mất tiền nhiều lắm đâu. Mấy vị nên nhớ cái đạo lý nhân quả là một con gà, con vịt, con cá nó chuẩn bị chết, mà mình mua nó, mình thả nó đi, cái công đức mà phóng sanh để mà cứu thả này, thì Phật nói là đây là công đức thù thắng, rất thù thắng. Cũng giống như mình đang ngồi trong tù, hoặc là chuẩn bị người ta đem ra chuẩn bị xử bắn, hoặc là bị bắt nhầm mà được những người khác đến cứu mình, thì quý vị có mừng không? Thì quý vị biết cái nỗi vui và cái niềm hoan hỷ, cái sự mừng vui của mình thoát chết như thế nào, thì con súc vật nó cũng mừng như vậy. Và mình mang cái ơn mà cứu cái người mà cứu mình á lớn như thế nào, thì loài súc sanh nó cũng mang cái ơn rất là lớn. Vì vậy cho nên thầy hiểu được cái đạo lý nhân quả này rồi, cho nên thầy rất thích phóng sanh. Khi quý vị có ngọc ngà, châu báu, của cải, vật chất, nhà cửa đầy đủ mà thọ mạng quý vị hết, những cái đó không giải quyết được. Nhưng mà mỗi ngày quý vị phóng sanh, quý vị ăn chay, tuy rằng nó đơn giản như vậy mà quý vị đang tích lũy cái thọ mạng, để thọ mạng quý vị kéo dài, thân không đau bệnh, tâm được an vui. Bị dân súc sanh mà thả nó được an vui thì mình cũng được an vui. Thì cái này nó quý hơn tiền, cái loại công đức này nó quý hơn tiền, mà với điều kiện mình phải có niềm tin.